Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nữ mạng, trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao dài hạn, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Tử vi tuổi Giáp Dần năm 2021 nữ mạng chiêm tinh năm nay tuổi của bạn tương xung với sao Thái Tuế tại sự nghiệp. Việc hợp tác làm ăn có lợi hơn tuy nhiên dễ bị lãnh đạo và sếp kìm hãm, thúc giục, dễ mang lại cho bản thân áp lực, công việc nhìn chung khá khó khăn. Nhiều người sẽ bị suy giảm khả năng lao động vào giai đoạn này, nhưng điều này không tồn tại ở phụ nữ tuổi Dần. Nữ tuổi Dần năm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp, dễ được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo và có không gian phát triển rộng rãi hơn. Phụ nữ tuổi Dần làm việc gì cũng rất năng nổ, hiệu quả và có phong cách lãnh đạo, sự hỗ trợ từ công ty trong năm nay đủ để các cô gái tuổi Dần có thể kinh doanh nhiều mặt theo ý mình. Bạn tạo ra một đỉnh cao sự nghiệp ở độ tuổi có vẻ như đã già, điều này gây ấn tượng với những người xung quanh. Tài vận của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Tuổi Dần sinh năm 1974 luôn có vận trình tài lộc khá tốt, năm 2021 sẽ được cải thiện đáng kể. Năm nay, do được thăng chức nên thu nhập sẽ tăng gấp đôi, có thêm khoản thu nhập từ hoa hồng và tiền thưởng. Ngoài ra, việc nữ tuổi Dần giỏi nhất là đầu tư, khi có một số tiền tiết kiệm nhất định, bạn luôn nghĩ đến việc làm cho số tiền còn lại có giá trị hơn. Bước sang năm 2021, công việc kinh doanh sẽ mang lại rất nhiều thu nhập, thậm chí còn hơn cả công việc chính. Phụ nữ cầm tinh tuổi Dần năm nay tiền bạc rủng rỉnh và an toàn. Tình cảm của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Nữ tuổi Giáp Dần dễ gặp phải người khác phái điềm đạm, thực dụng, chiếm hữu và tài giỏi. Dễ gây ra những mối quan hệ ngầm, hoặc những chuyện cá nhân khó lường khác. Nữ tuổi Giáp Dần năm 2021 cũng là người thắng cuộc đường tình duyên, dù ở tuổi này nhưng chồng vẫn rất yêu. Không chỉ dịu dàng, ân cần mà còn chủ động sắp xếp những bữa tiệc hoặc món quà nhỏ nhân ngày kỷ niệm của hai người, có người ấy bên cạnh, nữ tuổi Dần cảm thấy rất ấm áp sau bộn bề công việc. Một số phụ nữ độc thân cũng sẽ có những mối quan hệ mới trong năm nay làm hài lòng họ. Năm nay cũng rất thích hợp cho những người phụ nữ tuổi Dần khao khát tình yêu. Bạn có thể mạnh dạn mở lòng, đón nhận một mối quan hệ muộn màng và thêm chút màu sắc cho cuộc sống của mình. Sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Tử vi tuổi Giáp Dần năm 2021 nữ mạng cho thấy có Thái Tuế khiến sức khỏe của Giáp Dần bị ảnh hưởng. Năm 2021 có thể sẽ khiến bạn có những cảm xúc tiêu cực, sức khỏe thể chất giảm sút do làm việc vất vả. Vào năm 2021, nữ tuổi Dần rất coi trọng cuộc sống lành mạnh, họ rất đặc biệt về chế độ ăn uống và sinh hoạt. Lúc rảnh rỗi thường rủ 3, 5 người bạn đi du lịch, làm đẹp. Bạn thường đến bệnh viện kiểm tra vì một số vấn đề nhỏ, do đó, mức độ sức khỏe trong năm nay vẫn tốt và có thể duy trì trạng thái ổn định. Sao chiếu mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Tuổi Giáp Dần nữ mạng có sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn chiếu mệnh, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Hướng xuất hành của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu, gia chủ tuổi Giáp Dần xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có
có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng 1 Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng 1, mùng 3 Tết, mùng 5 tùy hoàn cảnh cụ thể. Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi Giáp Dần. Ngày mùng 1 Tết thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết, chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng hướng Đông Nam Tây Bắc ngày mùng 5 Tết, thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc Đông Nam. Tuổi sông nhà của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Đầu năm chủ nhà tuổi Giáp Dần nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ tử vi từng tháng của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2021. Tử vi tuổi Giáp Dần năm 2021 nữ mạng trong từng tháng là nội dung tổng hợp vận trình 12 tháng trong năm Tân Sửu 2021 của người tuổi Dần sinh năm 1974. Tháng 1 âm lịch. Dự báo có nhiều kỳ ngộ xuất hiện, áp lực song lợi nhuận cũng nhiều. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can Tân Kim chính quan đồng vượng với thiên can Tân Kim. Địa chi Dần Mộc cùng địa chi Sửu Thổ sinh Hồng Loan tinh. Tháng này lợi cho các công việc giao thương, hợp tác, đất đai, tài vận cũng được cải thiện, nhưng bị quản lý chặt nên phải chịu nhiều vất vả. Nam nữ mệnh sẽ tìm được người thương, đặc biệt là nam mệnh có vận khí tốt hơn, nữ mệnh thì khó khăn hơn một chút. Tháng 2 âm lịch. Dự báo, có tiểu nhân đe dọa, bản thân lý trí sẽ tiêu tai họa. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 2 âm lịch có địa chi Mão Mộc kiếp tài, cùng Thái Tuế Sửu Thổ không tạo ra tác dụng gì. Thiên can Tân Kim chính quan đồng vượng với nhau. Tuổi Dần tháng này có thể gặp đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu bản thân tự chủ sáng suốt sẽ tránh được mâu thuẫn hay tai họa ngầm. Cho nên vận thế tháng này khá thường, không gặp họa lớn cũng như cơ hội tốt. Đồng thời, trong tháng 2 cũng có sao đào hoa là hàm trì, nam nữ mệnh được người khác phái có khí chất để ý, cũng được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên cũng không ít người vì tham lam mà dễ phạm đào hoa từ tốt chuyển thành xấu. Tháng 3 âm lịch. Dự báo tài lộc khó về tay, cần nhiều sự hợp tác. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 3 âm lịch có thiên can Nhâm Thủy thiên ấn tương sinh với Tân Kim chính quan. Địa chi tháng Thìn Thổ cùng Thái Tuế Sửu Thổ cấu thành Dần Thìn tương phá. Nhưng tháng Thìn gặp tuổi Dần không sinh tác dụng gì, nên vận thế của bản mệnh vẫn như bình thường. Tuổi Dần tháng này sẽ có một số cơ hội, nhưng khó biết đây là tốt hay xấu, cần chủ động đi tìm kiếm thời cơ cho mình. May mắn lương thưởng của bạn tháng này có cơ hội tăng lên, hoặc các dự tính được quý nhân chiếu cố cho. Sự nghiệp của bạn có hiệu quả công tác kém, không có nhiều kế hoạch khả thi. Tháng 4 âm lịch. Dự báo, phải bình tĩnh mới ít thị phi, hay suy nghĩ nhiều tiền tài vượng. Tháng này quý thủy chính ấn tương sinh với Tân Kim chính quan, địa chi tị hỏa tương hợp kim cục với Thái Tuế Dần Thổ. Đồng thời can tháng tị hỏa tương hình với địa chi tuổi Dần. Tuổi Dần tháng này có cảm xúc dễ dao động nên hay phát ngôn sai cách dẫn phát thị phi, cần kiềm chế tốt hơn. May mắn tài vận trong tháng có nguồn thu khá dồi dào, lại được quý nhân mang đến nhiều cơ may hiếm có. Tuy nhiên về phần sức khỏe tuổi Dần lại không được tốt, nên giữ cho mình tâm tính thoải mái, không nên nổi nóng hay lo âu nhiều. Tháng 5 âm lịch. Dự báo, có một nghệ tinh lợi hợp tác, không nên luồn cúi ít lao lực. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 5 âm lịch có thiên can Giáp Mộc tỷ kiên tương khắc với Tân Kim chính quan. Địa chi tháng là Ngọ Hỏa thương quan tương hại với chi năm Sửu Thổ. Sự nghiệp của tuổi Dần tháng này khá tốt cho việc hợp tác, giao thương, thiết kế. Nhưng tài vận khá chắc trở nên không dồi dào cho lắm. Bản mệnh cũng bị quản thúc chặt chẽ nên tâm tình không thoải mái. Bù lại tình duyên sẽ có tin vui, có thể kết giao được với một số bạn bè tốt. Tháng 6 âm lịch. Dự báo tiểu nhân khích bác tiền đến tiền đi. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 6 âm lịch có thiên can Ất Mộc kiếp tài tương khắc với Tân Kim chính quan. Địa chi Mùi Thổ tương xung cùng Dần Thổ, song Mùi Thổ cùng Dần Mộc sinh ra thiên hỷ đào hoa. Tuổi Dần tháng này trong sự nghiệp có đối thủ cạnh tranh khiến tâm tình nhiều ức chế. Tài vận không tăng nhiều, thậm chí còn có thể vì tiêu linh tinh mà phí phạm.
sau đó nhờ khống chế được kẻ tiểu nhân mà bớt đi nguy cơ lớn. Tháng này tuổi Dần còn gặp được cơ may về tình duyên, có thể cạnh tranh với đối thủ tình trường. Tháng 7 âm lịch. Dự báo, suy nghĩ nhiều thì khổ cực, cần ổn định lại tâm tư. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can bính hỏa thực thần tương hợp với tân kim chính quan. Địa chi tháng là thân kim có thiên quan tinh, không có tác dụng trực tiếp cùng thái tuế Dần thổ, tuy nhiên địa chi tháng cùng địa chi Dần mộc cấu thành thân Dần tương xung. Áp lực tháng này rất lớn, mưu sự gặp sóng gió nên khó thành, có khả năng bị pháp luật ngó ngàng gây cản trở. Bản mệnh không nên chống đối mà cần tuân thủ. Mặt khác, tuổi Dần cũng nên tự tư duy để giải quyết vấn đề, đặc biệt ổn định lại cảm xúc mới suy nghĩ được sáng suốt. Tháng 8 âm lịch. Dự báo, không nên vội ức chế, tiền tài ít thị phi thì nhiều. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 8 âm lịch có thiên can đinh hỏa thương quan cùng với tân kim thực chính quan cấu thành thương quan chế quan. Địa chi dậu kim cùng sửu thổ cấu thành sửu dậu bán hợp kim cục. Tuổi Dần tháng này tương đối bị động, kiếm tiền không có lợi, hơn nữa không nên tùy hứng ứng xử hoặc vi phạm quy tắc, nếu không rất dễ xảy ra họa tiểu nhân, bị vu họa hoặc mâu thuẫn với cấp trên. Tháng này bản mệnh cũng vì phạm quy mà gây ra tổn thất về mặt tiền nong. Tháng 9 âm lịch. Dự báo, vận thiên tài nở rộ, nên nhớ có nhận phải có cho đi. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 9 âm lịch có thiên can mậu thổ thiên tài tương sinh với tân kim chính quan, tạo thành thiên tài sinh quan. Địa chi tuất thổ thiên tài tương hình với thái tuế sửu thổ. Đồng thời can tháng tuất thổ cùng Dần mộc lại tạo thành Dần tuất tương hợp. Tuổi Dần trong tháng này có vận thế rất tốt, có tiền tìm đến mình, vận thu nhập phụ thu về không ít. Tuy nhiên lưu ý bạn cần phải có sự lựa chọn kỹ lưỡng, cái gì khó đạt được thì đừng cố quá, nếu không sẽ dẫn đến tranh chấp hoặc xung đột. Duyên tình tháng này cũng nhiều sắc thắm hơn. Tháng 10 âm lịch. Dự báo quý nhân mang tài đến trợ ta, bản thân cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 10 âm lịch có thiên can kỷ thổ chính tài tương sinh tân kim chính quan. Địa chi tháng hợi thủy không phát sinh tác dụng với thái tuế Dần thổ, nhưng hợi gặp Dần cấu thành Dần hợi tương sinh tương hợp. Sự nghiệp tuổi Dần tháng này có rất nhiều cơ hội, các dự định được quý nhân chiếu cố cho tài vận tự thân cũng rất tốt, có khả năng xin được việc làm ổn định. Tuy nhiên cần chú ý, tháng này ngũ hành thủy vượng nên sẽ có điểm áp lực, bản mệnh nên để tâm lý thả lỏng và thoải mái hơn. Tháng 11 âm lịch. Dự báo, không nên so đo cái lợi nhỏ, cần cố gắng tranh thủ nhiều hơn. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 11 âm lịch có thiên can canh kim thiên quan đồng vượng với tân kim chính quan. Nguyệt lệnh tí thủy chính ấn cùng thái tuế sửu thổ thổ cầu thành quan ấn tương hợp. Sự nghiệp tuổi Dần tháng này sẽ có những kỳ ngộ nhất định, lợi cho việc thi cử, xin việc, lương thưởng đãi ngộ tăng lên. Nhưng bản thân cũng cần phải đi tranh thủ nhiều hơn, đừng quá lười biếng hoặc so đo cái lợi nhất thời, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều cản trở sau này, cơ hội vượt khỏi tay trong nháy mắt. Tháng 12 âm lịch. Dự báo tài quan đều đến, tuy lao lực nhưng giữ được tiền. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế đồng vượng, chi tháng sửu thổ cùng tuổi Dần ám hợp nhau. Con giáp này có vận thế cuối năm khá tốt, các thương vụ hợp tác khá thuận lợi, kiếm được không ít tiền. Tuy nhiên đã bị quản lý nghiêm nên tuổi Dần có thể cảm thấy quá vất vả. Tháng này chuyện tình cảm cũng rất thuận buồm xuôi gió, nhưng đừng quá vồ vập mà nên bình tĩnh, có lòng bao dung độ lượng, giúp cho tình yêu phát triển thêm một bước. Kết luận. Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Giáp Dần năm 2021 nữ mạng, hy vọng với những thông tin Minh Đường tử vi chia sẻ sẽ giúp ích được cho bạn. Đừng quên theo dõi chuyên mục 12 con giáp của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị. Kính chúc độc giả có một năm mới 2021 thịnh vượng, an khang, bình an, như ý.